Thanh Nhẫn rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên kênh Tin Nóng Đất Việt, với mong muốn là một kênh truyền thông sẽ cập nhật cho toàn thể quý vị khán giả khắp nơi trên thế giới những tin tức nóng nhất, chính xác nhất trong 24 giờ qua. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các clip được đăng tải trên kênh. Rất mong được nhận sự ủng hộ của quý vị cũng như là góp ý của quý vị và các bạn. Và sau đây là nội dung chi tiết ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Dịch lây lan nhanh ngoài sức tưởng tượng ở đảo Phú Quý. Tối 14 tháng 11, hàng loạt tỉnh miền Tây tiếp tục ghi nhận số F0 tăng rất cao. F0 tăng nhanh chưa từng có, ba điểm dịch ở Thừa Thiên Huế nóng từng giờ. F0 tại nhà tăng, thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị mở lại khu cách ly, thêm bệnh viện dã chiến. F0 tăng, Thủ Đức ra quân 2.000 người về cơ sở chống dịch. Buôn Ma Thuột tiếp tục sàng lọc, bóc tách F0 sau loạt ca COVID-19 cho cộng đồng. Và sau đây là phần tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Dịch lây lan nhanh ngoài sức tưởng tượng ở đảo Phú Quý. Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến phức tạp khi dịch lây lan nhanh ngoài sức tưởng tượng ở đảo Phú Quý, đêm qua, các cán bộ chiến sĩ biên phòng tỉnh Bình Thuận và các cán bộ y tế đã từ đất liền ra hỗ trợ đảo Phú Quý, hỗ trợ việc lấy mẫu, truy vết và điều trị F0. Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã có buổi làm việc với huyện Phú Quý về công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tuấn Phong khẳng định, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Phú Quý khá phức tạp. Qua điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy, mầm bệnh đã âm ỉ trong cộng đồng từ 1 đến 2 tuần. Trong khi điều kiện về cơ sở y tế của huyện đảo còn khá hạn chế, do đó công tác phòng chống dịch của huyện đảo phải được triển khai quyết liệt, triệt để ngay từ ban đầu theo 3 hướng chính: bóc tách F0 cho cộng đồng, quản lý chặt chẽ người ra vào đảo, hạn chế tất cả các hoạt động có nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng để sớm khống chế dịch bệnh, không để dịch lây lan ra diện rộng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Phú Quý tiếp tục tăng cường điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp có liên quan đến các ca mắc mới, cố gắng không để sót F0, F1. Huyện Phú Quý đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, kêu gọi người dân tự giác khai báo y tế để hỗ trợ công tác truy vết. Song song với đó, địa phương nhanh chóng triển khai xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho cộng đồng, tập trung xét nghiệm tại các khu vực xuất hiện các ca mắc cho cộng đồng và nhóm người có nguy cơ cao, đặc biệt là các trường hợp đi từ đất liền lên đảo trong vòng 14 ngày trở lại đây. Đối với các khu vực đã ghi nhận ca mắc mới, tiến hành phong tỏa chặt chẽ. Huyện Phú Quý chủ động tính toán lập các chốt kiểm soát dịch phù hợp để ngăn chặn dịch bệnh lan ra từ khu vực này ra khu vực khác. Đồng thời, tạm dừng tất cả các hoạt động có nguy cơ lây lan dịch bệnh trong vòng 1 tuần. Trong thời gian này, chỉ duy trì các hoạt động thiết yếu, tiến hành thành lập các tổ kiểm tra, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch. Để đảm bảo không bị động, bất ngờ nếu tình hình dịch trên địa bàn diễn tiến xấu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Phú Quý cần khẩn trương thiết lập thêm các cơ sở thu dung, điều trị, ra soát, hoàn thiện kịch bản ứng phó trong tình huống số ca mắc cho cộng đồng tăng cao. Để hỗ trợ huyện Phú Quý khống chế được dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất có thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quan tâm bố trí nhân lực, vật tư y tế, vaccine phòng COVID-19 cho huyện đảo. Theo đó, 20 giờ tối ngày hôm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ cử lực lượng y tế gồm 6 người cùng với sinh phẩm, vật tư y tế cần thiết trực tiếp lên đường chi viện cho đảo Phú Quý. Lực lượng này sẽ chỉ huy, hướng dẫn, hỗ trợ huyện Phú Quý trong công tác xét nghiệm sàng lọc cũng như điều tra truy vết. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã cử 15 chiến sĩ tăng cường cho huyện đảo trong việc quản lý chặt chẽ tàu, thuyền ra vào đảo, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trên đảo. Sở Y tế sẽ sớm bổ sung vaccine cho huyện Phú Quý và chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỗ trợ, tư vấn điều trị từ xa các ca bệnh diễn biến nặng trên đảo. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quý, địa phương này phát hiện ca nhiễm đầu tiên vào lúc 10 giờ 30 ngày 11 tháng 11. Bệnh nhân này sinh sống tại thôn Triều Dương, xã Tam Thanh. Trước đó, bệnh nhân có vào cảng Cà Ná để bán cá và về tại Phú Quý trong sáng ngày 11 tháng 11. Đến cảng Phú Quý và có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính. Trên cơ sở điều tra dịch tễ, lực lượng y tế địa phương đã tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2, đưa đi cách ly tập trung F1 và cách ly tại nhà đối với F2. Tính đến thời điểm chiều ngày hôm qua, huyện Phú Quý đã tiến hành xét nghiệm nhanh cho 943 người, trong đó 905 người âm tính, 38 người có kết quả dương tính. Tất cả các trường hợp dương tính đều ở địa bàn xã Tam Thanh, tập trung ở thôn Triều Dương. Theo ghi nhận của báo chí, đến chiều qua, dịch đã lây lan sang các xã khác ở đảo, trong đó có cả thầy cô giáo và học sinh.
Ngay từ đầu, Ủy ban Nhân dân huyện đảo Phú Quý xác định là địa bàn nhỏ, xã hội mang tính cộng đồng, người dân thường xuyên tiếp xúc qua lại nên nguy cơ lây nhiễm rất cao. Trong khi đó, điều kiện y tế của huyện đảo còn nhiều khó khăn cả về nhân lực lẫn cơ sở vật chất. Huyện đảo Phú Quý hiện chỉ có 94 cán bộ y tế chuyên môn, tất cả đã phân về các khu điều trị, truy vết, tổ xét nghiệm nên không còn cán bộ chuyên môn. Địa phương cho rằng dịch bùng phát bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng, lây lan nhanh, diễn biến phức tạp. Sáng 14 tháng 11, hàng loạt tỉnh miền Tây tiếp tục ghi nhận số F0 tăng rất cao. Thưa quý vị, các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19 mới. Ca mắc tại An Giang tiếp tục tăng lên rất cao với 695 trường hợp, kế đến là Đồng Tháp 459 F0, Cần Thơ 372 ca. Hà Nội, F0 cộng đồng tăng. Tối qua, Hà Nội thông báo thêm 146 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 27 ca cộng đồng. Cơ quan chức năng cũng phát đi thông báo khẩn, tìm người liên quan đến hàng loạt địa điểm có F0 ghé qua. Hà Nội cũng thông tin về 9 F1 tại quận Nam Từ Liêm đã được cho cách ly tại nhà. Đây đều là các trường hợp thuộc diện người cao tuổi, có bệnh nền, trẻ em và có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và cũng không phải những trường hợp đầu tiên được cách ly tại nhà. Hà Nam ghi nhận 5 F0. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, trong ngày hôm qua, trên địa bàn tỉnh Hà Nam ghi nhận 5 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong số 5 trường hợp được ghi nhận, có 3 trường hợp ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý và 2 trường hợp ở thôn Vĩnh Tứ, xã An Lão, huyện Bình Lục. Nam Định phát hiện 31 F0. Theo thông tin từ Sở Y tế Nam Định, phát hiện 31 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 27 ca được phát hiện trong khu cách ly phong tỏa, 4 ca cộng đồng. Thanh Hóa, 30 ca mắc mới, chủ yếu là các trường hợp về từ phía Nam. Trong 24 giờ qua, Thanh Hóa ghi nhận 30 ca mắc COVID-19, trong đó một trường hợp lây nhiễm trong tỉnh, còn lại là các trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam đang cách ly theo quy định. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 1.534 bệnh nhân COVID-19, đã có 970 người điều trị khỏi được ra viện, 9 bệnh nhân tử vong. Địa phương này đã triển khai tiêm được hơn 1,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Nghệ An vượt mốc 3.000 F0, các cộng đồng tiếp tục cao. Tỉnh Nghệ An ghi nhận 34 F0, nâng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh từ trước tới nay lên 3.029 trường hợp. Trong ngày, địa phương này phát hiện thêm 8 ca cộng đồng, phân bổ ở các huyện Tương Dương, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, mỗi đơn vị 2 ca, Hưng Nguyên và Quỳnh Lưu, mỗi đơn vị 1 ca. Ngày hôm qua, có 13 bệnh nhân COVID-19 được ra viện, không ghi nhận ca tử vong. Hiện tỉnh Nghệ An đang điều trị cho 560 bệnh nhân COVID-19. Hà Tĩnh, thêm 3 ca cộng đồng liên quan đến quán karaoke. Trong ngày hôm qua, Hà Tĩnh ghi nhận 23 ca mắc COVID-19, gồm 3 ca cộng đồng liên quan đến chủng ca bệnh ở quán karaoke. 7 trường hợp trong khu cách ly, các trường hợp còn lại đã được cách ly tập trung. Tính từ ngày 4 tháng 11 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 173 ca mắc COVID-19, trong đó có 54 ca trong khu vực phong tỏa và 65 ca trong cộng đồng. Quảng Bình thêm 25 ca mắc COVID-19 mới. Ngày hôm qua, Quảng Bình phát hiện 25 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 9 trường hợp ở khu cách ly, 1 trong khu phong tỏa, 14 về từ vùng dịch và 1 người là F1 của các ca mắc COVID-19 về từ vùng dịch. Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tất cả 2.184 ca mắc COVID-19, trong đó đã có 2.011 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện, 167 người đang tiếp tục điều trị. Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Quảng Bình đã triển khai tiêm được trên 563.000 mũi, trong đó có gần 80.000 người đã tiêm đủ 2 mũi. Quảng Trị ghi nhận thêm 15 ca mắc COVID-19. Trong 24 giờ qua, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 12 trường hợp F1 ghi nhận trong khu cách ly tập trung liên quan đến ổ dịch tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, 3 trường hợp về từ phía Nam. Đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 585 ca mắc COVID-19, đang điều trị 70 trường hợp. Hàng loạt tỉnh miền Tây F0 tăng rất cao. Cần Thơ ghi nhận 372 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó 31 ca trong khu cách ly, số cách ly tại nhà 155 và 186 ca cộng đồng. Số ca mắc COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8 tháng 7 đến nay là 12.173 ca, đã điều trị khỏi 7.605 ca. An Giang ghi nhận 695 F0, trong đó có 131 ca cộng đồng. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 từ ngày 15 tháng 4 đến nay là 17.585 trường hợp.
Tiền Giang ghi nhận 356 F0, trong đó 78 ca cộng đồng, 252 trong khu cách ly và 26 ca trong khu phong tỏa. Hiện địa phương này ghi nhận 20.506 F0, đã điều trị khỏi 16.104 ca, tử vong 434 ca. Đồng Tháp ghi nhận 459 F0, trong đó về từ vùng dịch 28 ca, 84 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 6 ca trong cơ sở điều trị, 175 ca trong khu phong tỏa, 166 ca trong cộng đồng. Sóc Trăng ghi nhận 364 trường hợp mắc mới COVID-19, trong đó 199 trường hợp là F1 chuyển thành F0, 148 trường hợp cộng đồng, 10 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa và 7 trường hợp về từ vùng dịch. Cà Mau ghi nhận 267 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 113 trường hợp trong khu cách ly, 72 trường hợp trong khu phong tỏa, 24 trường hợp đang điều tra dịch tễ và 58 trường hợp cộng đồng. Vĩnh Long ghi nhận 292 ca, trong đó 63 trường hợp cộng đồng, 34 trường hợp qua khám và sàng lọc tại cơ sở y tế, 195 trường hợp là F1 được cách ly tập trung trước đó trở thành F0. Bạc Liêu có 188 ca có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 40 ca cộng đồng. Trà Vinh ghi nhận 120 ca mắc COVID-19, trong đó 77 ca trong cộng đồng, 20 ca là người ngoài tỉnh về địa phương, 11 ca tại cơ sở y tế, 8 ca trong khu cách ly tập trung và 4 ca trong khu phong tỏa. Hậu Giang, 24 giờ qua ghi nhận 124 ca mắc COVID-19. Tính từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến nay, Hậu Giang ghi nhận tổng số 2.463 ca mắc đã điều trị khỏi, 1.372 ca, tử vong 6 ca. Bến Tre ghi nhận 73 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 3.278 ca. Trong ngày, có ca 33 ca ra viện, không có ca tử vong, nâng tổng số 2.308 ca ra viện, 54 ca tử vong toàn tỉnh. F0 tăng nhanh chưa từng có, 3 điểm dịch ở Thừa Thiên Huế nóng từng giờ. Thưa quý vị, số ca mắc COVID-19 phát hiện trong cộng đồng thành phố Huế tăng nhanh chưa từng có. Ngay chiều tối qua, lãnh đạo tỉnh triệu tập cuộc họp chỉ đạo nóng dồn lực chống dịch. Chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh vào chiều tối qua, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, yêu cầu dồn lực để sớm dập dịch ở các phường, xã Hương Vinh, Phú Hậu, Thuận Lộc là 3 điểm dịch đang nóng tại địa bàn. Theo báo cáo tại cuộc họp, trong ngày hôm qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận có 75 ca mắc COVID-19, trong đó có 65 ca cộng đồng, nhiều nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, rất nhiều ca ghi nhận ở các phường của thành phố Huế. Cụ thể như phường Thuận Lộc có 14 ca, phường Hương Vinh 13 ca, phường Phú Hậu 10 ca, phường Hương Sơ 4 ca. Các ca nhiễm SARS-CoV-2 mới liên quan đến các điểm dịch ở một số phường Vĩ Dạ, An Cựu, An Tây, Thuận Lộc. Thành phố đã chủ động phòng chống dịch COVID-19, tổ chức tầm soát, truy vết trên diện rộng nhằm kịp thời phát hiện, từng bước kiểm soát diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Tại cuộc họp, ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế nhấn mạnh, cần phải tầm soát diện rộng để sớm phát hiện các ổ dịch tiềm ẩn nếu có. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Huế thường xuyên chỉ đạo các vấn đề phát sinh liên tục, đưa ra các giải pháp trong phòng chống dịch COVID-19. Thành phố Huế dồn lực để phòng chống dịch, cắt đứt nguồn lây, đồng thời tiếp tục rà soát các hộ khó khăn để có sự hỗ trợ kịp thời. Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết thêm, hiện thành phố đã và đang quyết liệt các khâu trong công tác phòng chống dịch COVID-19, hạn chế sự lây lan, nỗ lực giải quyết các khó khăn hiện có. Để phòng dịch hiệu quả, thành phố Huế đã khẩn trương truy vết nhanh, xét nghiệm diện rộng và kiểm soát chặt các hộ dân thực hiện cách ly giám sát tại nhà, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên, hiện tồn tại một số khó khăn như một số phương tiện chưa triển khai tiêm được cho đối tượng từ 18 đến 59 tuổi trên địa bàn do liên quan đến chủng ca bệnh như Hương Phong, An Tây, Vĩ Dạ. Ngoài ra, do địa bàn rộng, lực lượng cán bộ y tế tại cơ sở mỏng, ngoài công tác phòng chống dịch còn tham gia công tác tiêm chủng, công tác khám chữa bệnh. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu dồn lực để sớm dập dịch, đẩy nhanh tiến độ tầm soát tiểu thương ở tất cả các chợ trên địa bàn. Phải nhận diện rõ bản đồ dịch tễ để có giải pháp phù hợp, tỉnh sẽ hỗ trợ các lực lượng giúp thành phố Huế sớm hoàn thành tầm soát diện rộng, lấy mẫu các trường hợp liên quan đến các điểm dịch phức tạp, ông Bình chỉ đạo. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu thành phố Huế nắm dữ liệu ngay từ các chốt kiểm soát để có biện pháp với các trường hợp người về từ các địa phương khác nhằm giám sát chặt chẽ đầu vào một cách đúng quy định, ứng dụng công nghệ thông tin.
người đứng đầu các phường, xã phải nắm rõ thông tin liên quan đến dịch trên địa bàn, ra soát lại các giải pháp, quy trình thực sự phát huy hiệu quả, thống nhất chỉ đạo tập trung, quyết liệt trong thời gian ngắn nhất để dập dịch, sớm ổn định tình hình, đảm bảo cuộc sống nhân dân. F0 tại nhà tăng, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị mở lại khu cách ly, thêm bệnh viện dã chiến. Thưa quý vị, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số ca cách ly tại nhà có chiều hướng tăng nên kiến nghị triển khai lại các khu cách ly quận, huyện và thêm bệnh viện dã chiến. Ngày hôm qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện và thành phố Thủ Đức về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn. Giám đốc Sở Y tế Tăng Trí Thượng cho biết, trong 7 ngày vừa qua, một số địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có số F0 tăng cao, cụ thể là huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, thành phố Thủ Đức, quận 12, quận Gò Vấp. Tính riêng 3 ngày gần đây, huyện Bình Chánh và Hóc Môn là hai nơi có nhiều trường hợp nhiễm nhất. Đối với tình hình thu dung điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tăng Trí Thượng chia sẻ: tính từ mùng 1 tháng 10 đến 12 tháng 11, số F0 cách ly tại nhà có xu hướng tăng, các ca chuyển nặng cần nhập viện có xu hướng giảm và ở mức thấp. Ngoài ra, số trường hợp thở máy xâm lấn duy trì ở mức ổn định, các ca thở máy không xâm lấn và thở oxy có xu hướng giảm nhẹ. Dù vậy, số ca cách ly tại nhà đang có chiều hướng tăng trong khi trường hợp tại cơ sở cách ly tại quận, huyện giảm dần vì thành phố đang thu hẹp các cơ sở này. Do đó, Giám đốc Sở Y tế kiến nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh sớm triển khai lại các khu cách ly quận, huyện. Ngoài ra, cần có thêm bệnh viện dã chiến để sẵn sàng thu dung, điều trị F0. Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhận định, dựa trên thống kê cho thấy, số F0 tại địa phương đang tăng và thực tế còn nhiều hơn số liệu đã thống kê. Mặc dù đã tầm soát tại bệnh viện và có nhiều biện pháp xét nghiệm, nhưng không thể nắm hết được mầm bệnh đang lưu hành trong cộng đồng. Qua phân tích của Sở Y tế tại cuộc họp, tỷ lệ F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ là trên 90%, riêng tỷ lệ bệnh nhân trở nặng và tử vong có tăng nhẹ. Đặc biệt, số ca nhập viện cao hơn số ca xuất viện. Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, nếu tình trạng này cứ kéo mãi thì không ổn. Do đó, từng địa bàn cần tính toán lại con số này để có phấn đấu, điều chỉnh bằng hành động. Giải thích lý do số ca nhiễm tăng trở lại trong livestream Dân hỏi, Thành phố trả lời tối 12 tháng 11, Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là kết quả tất yếu khi thành phố mở cửa trở lại, bỏ giãn cách xã hội. COVID-19 là bệnh lây qua đường hô hấp, đặc biệt tiếp xúc gần, không đeo khẩu trang thì sẽ lây lan dữ dội. Từ ngày 1 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh đã ở vào giai đoạn mở cửa và quan điểm hiện nay là thích ứng linh hoạt có kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19, sống chung với virus SARS-CoV-2. Sống chung với virus SARS-CoV-2 chứ không phải sống chung với dịch. Nếu chúng ta để dịch quay trở lại, rồi lại bệnh nặng và chết người thì không được. Tiến sĩ bác sĩ Châu nhấn mạnh. Trao đổi với báo chí, bác sĩ Đặng Quốc Quân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cho biết, trung tuần tháng 10, có thời điểm bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện chỉ còn 240 đến 250 ca trên ngày. Tuy nhiên, hai tuần gần đây, số ca F0 trong cộng đồng tại huyện Hóc Môn lên cao, khiến lượng bệnh nhân nhập viện cũng tăng liên tục. Hiện bệnh viện đang điều trị cho trên dưới 400 F0. Thống kê từ ngày 30 tháng 10 đến mùng 7 tháng 11, có 12 F0 tử vong tại bệnh viện. Trong đó có 3 ca đã tiêm 2 mũi vaccine, 3 ca đã tiêm 1 mũi, còn lại 6 ca chưa tiêm mũi nào. Nếu tính từ thời điểm mùng 1 tháng 10, bệnh viện có 58 bệnh nhân COVID-19 tử vong, hầu hết là người cao tuổi và có bệnh nền, huyết áp cao. Theo bác sĩ Quân, tính trên tổng số ca mắc thì tỷ lệ tử vong hiện vẫn nằm trong khoảng như Bộ Y tế khuyến cáo. Ngoài ra, khoảng một tuần nay, bệnh viện đã hội chẩn với bệnh viện dã chiến số 14, nơi có trung tâm hồi sức COVID-19 do Bệnh viện Trung ương Huế quản lý để chuyển các trường hợp bệnh nặng đến. Qua khảo sát, có khoảng 40-60% bệnh nhân nặng chuyển viện tử vong sau đó. Buôn Ma Thuột tiếp tục sàng lọc, bóc tách F0 sau loạt ca COVID-19 trong cộng đồng. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk tiếp tục triển khai xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân tại những vùng có ổ dịch trong cộng đồng. Trước đó vài ngày, thành phố này đã thực hiện xét nghiệm toàn dân, song vẫn còn nhiều ca bệnh chưa rõ nguồn lây. Theo lãnh đạo thành phố Buôn Ma Thuột, đợt này, ngành y tế sẽ lấy mẫu cho hơn 19.000 dân tại một số thôn, buôn, thuộc 9 phường, xã trong vùng có ổ dịch trong cộng đồng, gồm Ea Tam, Thành Nhất, Tân Thành, Khánh Xuân, Thống Nhất, Tự An, xã Ea Tu, Ea Cao và Hòa Thắng. Thành phố sẽ thành lập 40 tổ lấy mẫu xét nghiệm và 2 tổ lấy mẫu lưu động xử lý các trường hợp xét nghiệm nhanh, dương tính với SARS-CoV-2 để lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.
Việc lấy mẫu sẽ thực hiện mẫu gộp theo hộ gia đình, mỗi mẫu gộp không quá 3 người, không gộp gia đình này với gia đình khác. Những người có biểu hiện ho, sốt, đau họng, khó thở, ớn lạnh sẽ không lấy mẫu tại chỗ mà hướng dẫn đến cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm. Trước đó, từ ngày 6 đến 9 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cũng tiến hành xét nghiệm toàn dân trên 21 xã, phường và đã phát hiện gần 200 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, những ngày tiếp theo, thành phố này vẫn ghi nhận rất nhiều ca bệnh cho cộng đồng. Tính đến sáng nay, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 5.990 ca mắc COVID-19 kể từ đợt dịch thứ tư, trong đó 2.970 ca đang điều trị, 35 ca tử vong, còn lại đã khỏi bệnh. Thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh với số lượng ca mắc COVID-19 là 1.642 ca mắc, trong đó 1.160 ca đang điều trị, 12 ca tử vong, còn lại đã khỏi bệnh. Đắk Lắk vừa lập thêm bệnh viện dã chiến số 3 tại khu ký túc xá xã Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột nhằm kịp thời thu dung, điều trị toàn bộ F0 qua xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ cao trong cộng đồng và các trường hợp đang cách ly tập trung có nguy cơ cao, chuyển từ F1, F2 thành F0. Tại Đắk Nông, dịch COVID-19 cũng đang phức tạp khi số ca bệnh tăng dần trong những ngày gần đây. Tính tới sáng nay, địa phương này ghi nhận 1.451 trường hợp mắc COVID-19 kể từ đầu đợt dịch thứ tư. Hiện thành phố Gia Nghĩa đang nóng bỏng nhất về dịch do xuất hiện nhiều ca bệnh chưa rõ nguồn lây, nhất là các ổ dịch phức tạp liên quan đến quán karaoke, cà phê. Địa phương này cũng vừa triển khai chiến dịch sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tuy vậy, ca bệnh chưa rõ nguồn lây vẫn xuất hiện ở địa phương này. Thành phố Gia Nghĩa được đánh giá là vùng đỏ. Buôn Ma Thuột tiếp tục sàng lọc, bóc tách F0 sau loạt ca COVID-19 trong cộng đồng. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk tiếp tục triển khai xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân tại những vùng có ổ dịch trong cộng đồng. Trước đó vài ngày, thành phố này đã thực hiện xét nghiệm toàn dân, song vẫn còn nhiều ca bệnh chưa rõ nguồn lây. Theo lãnh đạo thành phố Buôn Ma Thuột, đợt này, ngành y tế sẽ lấy mẫu cho hơn 19.000 dân tại một số thôn, buôn, thuộc 9 phường, xã trong vùng có ổ dịch trong cộng đồng, gồm Ea Tam, Thành Nhất, Tân Thành, Khánh Xuân, Thống Nhất, Tự An, xã Ea Tu, Ea Cao và Hòa Thắng. Thành phố sẽ thành lập 40 tổ lấy mẫu xét nghiệm và 2 tổ lấy mẫu lưu động xử lý các trường hợp xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2 để lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Việc lấy mẫu sẽ thực hiện mẫu gộp theo hộ gia đình, mỗi mẫu gộp không quá 3 người, không gộp gia đình này với gia đình khác. Những người có biểu hiện ho, sốt, đau họng, khó thở, ớn lạnh sẽ không lấy mẫu tại chỗ mà hướng dẫn đến cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm. Trước đó, từ ngày 6 đến 9 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cũng tiến hành xét nghiệm toàn dân trên 21 xã, phường và đã phát hiện gần 200 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, những ngày tiếp theo, thành phố này vẫn ghi nhận rất nhiều ca bệnh cho cộng đồng. Tính đến sáng nay, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 5.990 ca mắc COVID-19 kể từ đợt dịch thứ tư, trong đó 2.970 ca đang điều trị, 35 ca tử vong, còn lại đã khỏi bệnh. Thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh với số lượng ca mắc COVID-19 là 1.642 ca mắc, trong đó 1.160 ca đang điều trị, 12 ca tử vong, còn lại đã khỏi bệnh. Đắk Lắk vừa lập thêm bệnh viện dã chiến số 3 tại khu ký túc xá xã Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột nhằm kịp thời thu dung, điều trị toàn bộ F0 qua xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ cao trong cộng đồng và các trường hợp đang cách ly tập trung có nguy cơ cao, chuyển từ F1, F2 thành F0. Tại Đắk Nông, dịch COVID-19 cũng đang phức tạp khi số ca bệnh tăng dần trong những ngày gần đây. Tính tới sáng nay, địa phương này ghi nhận 1.451 trường hợp mắc COVID-19 kể từ đầu đợt dịch thứ tư. Hiện thành phố Gia Nghĩa đang nóng bỏng nhất về dịch do xuất hiện nhiều ca bệnh chưa rõ nguồn lây, nhất là các ổ dịch phức tạp liên quan đến quán karaoke, cà phê. Địa phương này cũng vừa triển khai chiến dịch sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tuy vậy, ca bệnh chưa rõ nguồn lây vẫn xuất hiện ở địa phương này. Thành phố Gia Nghĩa được đánh giá là vùng đỏ, tương đương với cấp độ 4 theo nghị quyết 128 của Chính phủ.